Trang chủ Manchester United thông báo trung vệ Raphael Varane dính chấn thương nặng hơn dự đoán ban đầu. Cầu thủ người Pháp có thể sẽ nghỉ thi đấu trong 6 tuần. Trong trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần trước, Raphael Varane phải rời sân ngay hiệp 1 vì chấn thương. Huấn luyện viên Ten Hag đã giải thích sự thay đổi chỉ mang tính chất phòng ngừa sau khi Varane cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, tình hình của trung vệ người Pháp nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu rất nhiều. Theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, ngôi sao sinh năm 1993 sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần để dưỡng thương. Trang chủ Manchester United đưa ra tuyên bố chính thức, Raphael Varane sẽ vắng mặt trong đội hình Manchester United tham dự trận đấu với Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tuần này. Tuyển thủ người Pháp rời sân trong giờ nghỉ giữa giờ trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định Varane sẽ rời xa sân cỏ trong vài tuần. Đây là thông tin buồn cho Manchester United trong bối cảnh lúc sau cũng dính chấn thương. Trong trận đấu với Nottingham Forest, huấn luyện viên Ten Hag đã sử dụng Victor Lindelof để thay thế Varane ở hiệp 2. Bên cạnh đó, Harry Maguire là một sự lựa chọn khác của chiến lược gia người Hà Lan. Dù sao, sau trận đấu với Arsenal, Manchester United sẽ tạm nghỉ trong vòng 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung. Điều đó giúp cho nỗi lo của huấn luyện viên Ten Hag vừa bớt phần nào. Nếu không có gì thay đổi, Varane sẽ vắng mặt trong 5 trận đấu của Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh và trận ra quân ở Champions League vào tháng 9. Kể từ khi cập bến Man U vào mùa hè năm 2021, Varane thường xuyên vật lộn với chấn thương. Trong 2 mùa giải vừa qua, cầu thủ này dính 8 chấn thương và nghỉ tổng cộng 34 trận đấu. Đặc biệt, ở mùa giải 2021-2022, cựu trung vệ của Real Madrid vắng mặt tới 2 tháng vì chấn thương gân kèo. Trận đấu giữa Man U và Arsenal ở vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra ở sân Emirates vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9. Man U đã có được 6 điểm sau 3 trận và tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Manchester United 3 điểm.